Anh mến chào quý vị các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay tôi sẽ về chỗ giao lưu điểm giao lưu cây kiển của Toàn ở chỗ chân cầu nước Dạnh, gần trường học Tây Đô quý vị các bạn, ở thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Rồi giờ mình đi gặp Toàn hả quý vị. Rồi chào Toàn lần ấy. À, em chào anh Khánh, em chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay em có về cây mai xù 100% gián thú giao lưu cô chú anh chị gần xa. Em ở Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939 585 707. Không mất thời gian của chú anh chị, em đo vành quay của chú anh chị xem. Rồi, xây nhà trước vậy, chồng đi tập. Dán thú luôn ha. Dạ, cao. Xù 100% của chú anh chị ơi. Tầm 3 mét. Trăm dán thú luôn à, cây thành phẩm mà bẻ qua nhạo hết nha cô chú anh chị. Thú rõ luôn cô chú anh chị ơi, để cũng lên xù luôn, xù 100% mà để nó xù trứng luôn. Cây này là gin luôn hết đó. Dạ, cây gin luôn nha cô chú anh chị ơi. Dạ. Cây này đã sửa rồi, trơn chỉnh sửa đem về chơi cho chú anh chị ơi. Rồi giờ là cho thông số nó đi ha. Dạ, em đo thông số của chú anh chị xem đó. Cục chín đây luôn. Trước thì em đo hoành trước của chú anh chị xem. Cái đó nè. Đúng của chú anh chị 40 nha. À, 40 dạ. Tại vị trí này ha. Dạ, hoành có 40. Đây vị trí đó. Đây, em đo cái vị trí cục xù nha. Ok. Dạ. Cục xù đây. 50. 50. Dạ. Tại vị trí này. Đây cái cục xù. Xù bên đây nha. Xù thứ hai. Đây, rồi thứ hai là cho anh chị xem. Quấn 41 thôi. Rồi, 41. Dạ. Em đo thoát thần của chú anh chị xem nha. Đây. Thoát thần của chú anh chị xem. Quấn 40 đi. Rồi, thoát dạ. Thần 40. Đây. À, cái chiều ngang của con thú nè, chiều ngang con thú rồi 47 rồi 47 dạ. Rồi chiều cao nha, chiều cao của cái này đây hết cây thước đi, khoảng 2 mét nhé. Rồi dạ khoảng 2 mét hết thước, chỉ khoảng 4 tấc nha, 2 mét chiều ngang này. Chiều ngang này tính ra mét 2 thôi. Rồi, 1m2 chiều ngang. Dạ. Đó. Đây, chiều ngang có đường kính bầu nè, chiều ngang. Đây cô chú anh chị, rồi cô chú anh chị xem đây. Tính 6.7 đi. Rồi, 6.7 dạ. Đường kính mặt bầu. Dạ. Đây. Tổng nồi ế. Đấy, đây quay cho cô chú anh chị xem luôn. Kính mặt bầu nha. Cái này hết cây thước rồi. Rồi, từ cái gói thuốc đi ha. Dạ, hết cây thước, cái này cũng khoảng đường kính bầu khoảng rồi 108 đi. Rồi 108. Dạ. 108 đi, tính trừ hao luôn. Cây xù hết 100% nha cô chú anh chị. Xù lên tới rồi anh quay kìa, xù lên tới qua nhạo luôn nha. Rồi, quay cho cô chú anh chị xem nè. Đó, xù. Chi cành đầy đủ rồi. Rồi phát đến vô sau đây nha. Gọi mấy cái xù cho cô chú anh chị xem đi.
Đấy trên có luôn ha. Dạ, xù bên tới đỏ tới luôn. Rồi. Xù tới nóc luôn á. Xù tới nóc luôn. Dạ, đó. Rồi chú anh chị xem là cái dáng thú à. Cái đầu đây, cái đít nè. Đít rảnh lên nè. Hết qua là lắc một bên luôn rồi. Có dáng một con thú ha. Dạ. Đó. Đang cắt đầu. Đây thành phẩm hết nha cô chú anh chị. Chú anh chị xem và ủng hộ em nha. Số điện thoại của em là 0939 585 707 cũng là số Zalo của em luôn nha cô chú anh chị. Cái này là về chơi tết là vừa luôn ha. Dạ, cái này về chơi nha cô chú anh chị ơi, không cần gì nữa đó. Dáng thú mà xù 100%, xù tới nóc luôn mà. Cái này khá là nặng nha, nãy giờ là 3-4 người khiêng. Và cái chương trình ship mình là sao đó? Dạ, cây này em ship 200 km nha. Rồi, bao 200 km. Giá thì 79 triệu cô chú anh chị. Rồi, 79 triệu đồng. Dạ. Bao ship 200 km. Rồi xa hơn thì sao? Xa hơn thì thương lượng cô chú anh chị. Rồi, thương lượng ha. Xa hơn thương lượng. Em sao cho cô chú anh chị là sao bằng xe tải luôn á, 200 km xa hơn thương lượng nha. Xa hơn sẽ thương lượng sao quý vị anh? Tại cây thì nó quyết quá nên em phải làm kỹ giao cô chú anh chị mới được. Thì có giá trị ha. Dạ, kỹ kỹ chút với quá trình vận chuyển phải bảo quản đồ. Dạ, kỹ giao em phải đi theo luôn à, giao thận tay của chú anh chị luôn á. Nếu mà đi xa phải đóng cái kiện đồ. Dạ, giữ lắm rồi, giữ cành rồi cho nó chắc chắn. Rồi 79 triệu đồng hết rồi. Dạ. Rồi, cái gì nhìn tổng thể là cái ha. Cô chú anh chị ủng hộ em nha. Số điện thoại của em 0939 585 707 của chú anh chị ơi. Dán giống như một con rồng luôn. Nhìn phớt qua. Cái này xù qua nhạo luôn nha, xù lên tới nóc luôn. Bây giờ khó kiếm cây thứ hai của chú anh chị ơi. Đấy, đọc luôn. Rồi, quý vị nhìn kỹ lại cái này ha. Chú anh chị ủng hộ con của chú anh chị ơi. Rồi, bữa nay mình có duy nhất cây này hết rồi. Dạ, nay em quay cho chú anh chị cây một ha. Cây xù huyết. Cái gì nào nghĩ thì liên hệ ngay với Toàn ha. Dạ, số điện thoại của Toàn. Số điện thoại em để trên tiêu đề luôn á, số điện thoại, số Zalo của em nha. Họ có trên tiêu đề của video luôn. Dạ. Rồi muốn xem kỹ thì liên hệ Zalo, kết bạn Zalo. Dạ. Chụp hình xem rõ hơn. Dạ. Rồi, vậy là cũng rõ đó Toàn. Vậy mình kết thúc dạ. Video đây ha. Dạ, kết thúc video về em cũng chúc cô chú anh chị một ngày mới có tốt lành ha. Cô chú anh chị xem mà ủng hộ. Rồi, cảm ơn Toàn. Dạ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị có thể xem kỹ lại và liên hệ với Toàn ha. Cây xù rất là đẹp luôn. Rồi, cảm ơn và xin chào tạm biệt quý vị.